Manchester United vô địch FA Cup, người hâm mộ ủng hộ huấn luyện viên Erik ten Hag. Đông đảo người hâm mộ Quỷ Đỏ lên tiếng yêu cầu tỷ phú Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo mới Manchester United không xem xét việc sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag. Trước trận chung kết FA Cup, hàng loạt thông tin khẳng định, sếp lớn Manchester United thống nhất quyết định sẽ loại bỏ huấn luyện viên ten Hag. Với 4 ứng viên tiềm năng thay thế làm Kekena, Pochettino, Thomas Tuchel và Thomas Frank. Tuy nhiên, việc Manchester United xuất sắc thắng Man City tại Wembley, đem về danh hiệu FA Cup thứ 13 khiến tình hình thay đổi 180 độ. Người hâm mộ Quỷ Đỏ tại sân Wembley đồng loạt hô vang tên ủng hộ Ten Hag. Trong khi nhiều cổ động viên khác trên mạng xã hội cầu xin ông thầy Hà Lan ở lại, giới truyền thông Anh tiết lộ, ban lãnh đạo Manchester United sẽ đánh giá lại toàn bộ mùa giải Manchester United và đưa ra phán quyết về tương lai huấn luyện viên Ten Hag trong tuần này. Mặc dù vậy, sự ủng hộ nhiệt tình từ fan Quỷ Đỏ dành cho huấn luyện viên Ten Hag cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của Sir Jim Ratcliffe cùng bộ sậu Ineos. Ông chủ mới Manchester United hiểu rằng, việc sa thải huấn luyện viên Ten Hag thời điểm này sẽ không được lòng người hâm mộ, có thể tạo ra làn sóng phản ứng. Theo Daily Mail, cơ cấu ban lãnh đạo mới Manchester United cũng có nhiều người đứng về phía huấn luyện viên Ten Hag. Thế nên, họ đang cân nhắc tất cả lựa chọn trước khi thông báo rộng rãi. Nhà cầm quân Hà Lan lên tiếng đầy thách thức sau chung kết FA Cup. Nếu họ, các ông chủ Manchester United, không muốn tôi sẽ đi nơi khác và chinh phục các danh hiệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.